còn năm đứa cháu gái trong nhà. Ông ơi, các cháu tốt tình không dày. Ông ơi, ông về nhà. Ông ơi, đến giờ tiễn ông đi mất rồi. Ông ơi, ông ơi, năm đứa cháu gái gọi ông đây. Năn nỉ cuối không nghỉ. Ông có nghe tiếng gì hay không? Mà vừa rồi chồng cũng rụng ta chưa gọi. Mà tiếng chim hí mà hò. Để gọi sớm mà để về. Chỉ cho năm cháu gái được bình an. Yeah.
ơi Chúa hãy trở về với cháu với hạ con. Ơi Chúa ơi, mà thời gian thở cho thì mỗi lúc có mỗi con trở về rồi.